Học sinh Việt Nam không cần đeo khẩu trang. Tin đến từ báo Dân trí ngày 25 tháng 2 loan tin tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh coronavirus, ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế Cộng sản cho biết, Học sinh, sinh viên Việt Nam đến trường không cần đeo khẩu trang hàng ngày vì chỉ trong vòng 1 cho đến 2 ngày thì sẽ hết toàn bộ khẩu trang hiện có. Theo lời ông Tuyên, hiện nay Việt Nam có tất cả 22 triệu học sinh, sinh viên. Ngoài nguyên nhân không đủ khẩu trang thì ông Tuyên còn cho rằng nếu học sinh, sinh viên sau khi dùng xong khẩu trang rồi vứt bỏ không đúng chỗ sẽ gây ô nhiễm môi trường. Còn giải thích về quyết định cho học sinh đi học lại từ đầu tháng 3 thì ông tuyên nói rằng hầu hết các quốc gia có người nhiễm dịch vẫn cho học sinh đi học bình thường, thí dụ như Trung cộng, hầu hết học sinh ở các tỉnh đã đi học vào cuối tháng 2 nên ông này cho rằng nguy cơ lây nhiễm dịch trong nhóm học sinh, sinh viên được đánh giá là rất thấp. Còn ông Mai Tiến Dũng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ, giải thích về việc cho học sinh đi học lại trong khi chưa hết dịch, làm vì ngành y tế đã chữa khỏi được 15 trong 16 người bị nhiễm. Vì vậy, cho học sinh đi học là để củng cố thêm thông tin về tuyên bố của nhà cầm quyền đã kiểm soát được dịch bệnh. Nên nếu vẫn cho học sinh nghỉ học thì sẽ gây nghi ngờ cho người dân về tuyên bố này ngoài ra việc học sinh nghỉ học còn ảnh hưởng đến hoạt động phát triển kinh tế xã hội ở việt nam những người đấu tranh trong nước